Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về thứ 27. Đức Phật ngài ở tịnh xá Kỳ Viên, trong cái hạ đó đó thì có một vị tỳ kheo Vajigā. Vị này á, tuy rằng là văn hay chữ đẹp, nhưng mà dính mắc vào nữ sắc, cho nên rất khó tu tập. Do đó ngài nan là mới khuyên cái vị này nên quán bất tịnh, rồi sau này vị này cũng có khởi những cái tâm niệm cao ngạo đối với các vị tăng khác, cho nên ngài đang cũng dạy, cũng thay thì vị này phải dẹp trừ cái tâm cống công ngã mạn đó, rồi nhờ người thắng nghe theo lời khuyến tấn của ngài đang, cho nên vị này mới tu tập từ từ vô xả được cái tâm niệm dính mắc vào sắc dục, cũng như là tâm niệm cống công ngã mạn. Rồi kế đến là có một vị đại đức Isiddhartha, vốn người xứ Avanti, là vị tỳ kheo trẻ tuổi nhưng có nhiều tài năng và đạo hạnh. Thì một hôm vị này cùng với chính vị thượng tọa cao niên được mời tới thọ trai tại nhà của một cư sĩ Siddha ở trong cái thị trấn Bhajikansanda. Về vị cư sĩ Siddha này là người có đạo tâm nhưng lại tinh thông giáo lý, cũng được dân chúng trong vùng ái mộ, gần như là ông trưởng lão cấp cô độc. Rồi ông ta thường tỉnh các vị cao tăng đại đức đến nhà để cúng dường, cũng như là để học hỏi thêm giáo pháp. Rồi nhất là sau khi mà cúng dường đã tăng xong, thì ông ta thường đảnh lễ thỉnh hỏi Phật pháp với những vị khất sĩ. Thì trong lần này đó, vị cư sĩ này đó sau khi cúng dường đã tăng xong, rồi cũng chia theo trình tự đảnh lễ, rồi thỉnh hỏi những vị thượng tọa. Vị này thưa rằng là chưa thượng tọa, con nghe được kinh Phật Võng, trong đó Phật nói về 62 tượng chấp của các giáo pháp đương thời, con cũng nghe những câu hỏi về những cái điều siêu hình như là thế giới là hữu biên hay là vô biên, thế giới vĩnh cửu hay đoạn diệt, linh hồn và thân xác là một hay là khác, và con người sau khi chết thì còn cái gì, mất cái gì. Xin các ngài giải thích cho con biết do đâu mà có cái luận chấp như vậy và có những cái câu hỏi siêu hình như vậy đó. Thì vị này mới hỏi trong kinh Phật Bổn Đức Phật này nói về 62 luận chấp của ngoại đạo đó, chấp về hữu hình vô hình, hữu về nói về vĩnh cửu hay đoạn diệt, linh hồn và thể xác là một hay là khác, khi con người mất rồi đó thì cái gì còn cái gì mất, vân vân. Thì trước cái câu hỏi của vị cư sĩ này đó, tất cả vị thượng tọa đều im lặng, và vị cư sĩ này lặp lại câu hỏi này tới 3 lần mà không có vị nào lên tiếng trả lời. Cho nên trong các vị xuất gia đó, có vị này là vị cư sĩ trẻ Isiddhartha, thì đứng dậy hướng đến các vị trưởng lão là bạch rằng: bạch chư thượng tọa, con có thể trả lời câu hỏi của cư sĩ này được không? Thì các vị thượng tọa thì đồng ý, nói thầy có thể trả lời nếu muốn.
thì được sự cho phép của các vị trưởng lão, nên vị tăng trẻ này hướng về cư sĩ Sita nói rằng đó là theo tôi hiểu sở dĩ có những cái luận chấp như vậy, có những câu hỏi siêu hình như thế là do con người còn vướng mắc vào ngã kiến. Một khi diệt được cái ngã kiến á, thì không còn những cái luận chấp và thắc mắc nữa. Theo vị này thấy đó, do sự chấp ngã, chấp bản ngã mình, cho bản ngã mình là thật, vân vân, cho nên mới có những cái câu hỏi luận chấp như vậy. Rồi ông cư sĩ này đó rất là ngạc nhiên cũng như là cái thán phục, nhưng mà ông ta lại hỏi tiếp là xin đại đức vui lòng giảng rõ hơn cho con hiểu. Thì tu sĩ trẻ này mới trình bày là nếu mà không gần được các bậc thiện tri thức, không được học hỏi giáo lý giác ngộ, thường chấp rằng cái thân này là thiệt, thân này là của ta, hoặc là có bản ngã trong cái thân này, vân vân, rồi người ấy có thể chấp rằng cảm giác này là của mình, người này phải có cảm giác chấp rằng tư tưởng này là của mình, vân vân, đó chính là người đang bị vướng vào ngã kiến. Vì bị vướng vào ngã kiến đó cho nên mới chấp thực sự có cái ta, do có chấp như vậy, chấp cái ta thật như vậy cho nên mới có cái này, mới không có cái này, mới có cái kia, không có cái kia, vân vân, mới sinh ra 62 cái luận chấp mà Đức Phật Ngài đã đề cập trong kinh Phạm Võng đó. Vì chính thì chấp ngã nên mới sinh ra những cái thắc mắc về hữu biên hay vô biên, về thường hay đoạn, còn hay mất, đồng hay khác, không vân vân. Một khi mà đã tu tập phá trừ được cái ngã kiến rồi đó, thì những cái luận chấp đó, những câu hỏi siêu hình đó nó không còn có cái nghĩa gì cả. Đây là cái câu trả lời của vị tu sĩ trẻ này đó. Vị này dựa vào lời Phật dạy về năm uẩn vốn không thực có, nên năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà chúng ta đã học trước kia. Nhưng thì do con người chúng ta chấp đây là có cái bản ngã thật, do con người chúng ta chấp đây là cái thân thật, cho nên mới nghĩ cái thân mình nó sau khi chết rồi lại còn cái thân khác nữa hay không. Rồi do cái chấp sự chấp cái cảm giác của mình, cảm thọ của mình là thật, nên mới chướng mắt, mới sinh ra những cái lý luận này lý luận khác, và cái tư tưởng cũng vậy, chấp cái tư tưởng của mình là thật, những cái sự suy nghĩ của mình, những cái luận lý đúng sai phải quấy, những luận lý siêu hình ngồi đó mình suy nghĩ, mình sau này sẽ làm người này người nọ chẳng hạn, rồi sau này mình chết đi mình có thể sanh những cõi trời, sanh những cõi này cõi khác, đó cho nên mới có những cái luận lý siêu hình vân vân, mà chỉ do cái tâm tưởng mà ra. Rồi cũng dựa vào cái sự thay đổi của thân và tâm nên mới có những cái tập khí này tập khí khác, rồi từ đó mới tạo ra tôi là thế này, tôi là thế nọ. Lấy ví dụ như nếu mình thường quen để sống một mình chẳng hạn, mà người khác hỏi rồi tại sao lại cái sống mình vậy, thì việc cách nhìn của mình, thì thói quen của mình nó tôi sống mình không có ai làm cho tôi khổ, không có ai làm buồn phiền tôi, thì tôi cảm thấy nó an lạc hơn. Hoặc là có người họ có tư tưởng, có thói quen là thường sống với người này người khác, thường phải có bạn, phải có người nói chuyện,
nếu không có người nói chuyện thì cảm thấy buồn, cảm thấy bực, cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô đơn lẻ loi. Nên cứ thấy ai đó là điều thích đến để bàn bạc, để nói chuyện cho vui, chứ không có dám sống một mình. Nên khi mà có ai hỏi họ cái lối sống của họ thế nào thì họ trả lời tôi thích sống như vậy đó, sống phải có bè có bạn, có người này người khác, đó là cái lối sống của tôi. Nên đó là do cái sự quân tập bên xa cũng như là do cái tư tưởng mà có. Mình nghĩ ở đó là cái thói quen của mình, ở đó là chính tấm ngã của mình, hoặc là có người nữa và tôi dễ sân, dễ giận, dễ hờn mát, vân vân. Mình nói như vậy là mình chấp mình có cái bản ngã chân thật, không có thể nào thay đổi được. Thì vì vậy cho nên cứ gây những cái sự buồn phiền cho mình, cho người khác. Hễ ai mà nói động tới mình một cái, mình giận, mình hờn, mình trách cứ, mình nói tôi là vậy đó, nếu mà chịu không chịu thôi, phải hiểu tôi chứ không có để tôi hiểu quý vị, vân vân. Do cái sự chấp ngã nặng nề như vậy đó, nên lúc nào tâm mình cũng bất an. Sau người khác khi họ nói chuyện với mình, họ cũng bất an, họ không có dám nói thật, không dám nói thẳng, không dám nói nhiều với mình, thì sợ làm phiền lòng mình, sợ chạm tự ái mình, vân vân. Đó mới là đưa cái khổ cho mình. Rồi ngoài đạo cũng vậy, trong 62 kiến chấp Đức Phật cũng có nói đó, có những kiến chấp ha, này chấp đời này xong rồi thì còn đời sau nữa hay không, còn cái bản ngã mình hay không, mình sẽ đi đâu, vân vân. Do những cái sự kiến chấp đó mà tranh cãi với nhau, tranh cãi với nhau về sau tôi sẽ làm người trở lại, dẫu làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ sanh trở lại. Rồi có người có thể chấp chết là hết chẳng hạn. Nhưng đó là những cái luận lý do nghĩ về cái thân thiệt, có cái bản ngã chân thật, có cái ta chân thật, có cái ta thật thụ, cho nên mới chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, chấp thường hành vĩnh cửu hay là không có, vân vân. Ở đây vị đại đức trẻ tuổi này giải thích cái câu hỏi của ông cư sĩ Siddha này theo lời Phật dạy, dựa vào cái giáo pháp năm uẩn, vốn là không thực có, tất cả là do duyên hợp mà thành thôi. Sau khi mà nghe vị thầy Siddhartha này, vị tăng trẻ tuổi này giải thích dựa vào bài pháp năm uẩn của Phật dạy đó, thì ông cư sĩ này hoàn toàn kính phục, nói tiếp là không biết đại đức ở đâu, quê ngài ở đâu đó, thì vị này mới trả lời tôi quê ở Avanti. Thì ông cư sĩ mới hỏi tiếp là bạch đại đức, tôi có nghe ở Avanti có một người trẻ tuổi tên là Siddhartha đã xuất gia, đó là một vị thanh niên thông minh đổi lạc, chẳng ai đại đức có biết người đó không? Thì vị này mới đáp, thưa đại hữu tôi có biết. Sau ông cư sĩ nhận hỏi tiếp là thưa đại đức, vị tác sử tài đức ấy hiện đang ở đâu? Thì vị này im lặng. Thì ông cư sĩ này là người rất là thông minh, lên lợi nên biết ngay người đang ngồi trước mặt chính là chàng trai Siddhartha xưa kia, và bây giờ là vị đại đức trẻ này. Thì nghe biết như vậy đó, ông ta hỏi có phải đại đức chính là chàng trai Siddhartha đó không? Thì vị đại đáp là không phải. Ông cư sĩ này rất là mừng và nói rằng là vị thật quý hóa, thân hạnh
biết mấy. Bạch đại đức, chúng con rất mong đại đức đến viếng thăm thường. Chúng con xin nguyện cúng dường đại đức tất cả những gì đại đức cần đến như thực phẩm, y phục, thuốc men của chỗ ở. Nghe như vậy thì vị này im lặng. Rồi sau khi giảng pháp xong thì tất cả đều từ giả. Rồi sau này vị tăng trẻ này cũng không có dịp nào trở lại nhà của cư sĩ Sita nữa. Thì đó, chúng ta thấy qua câu chuyện này, những ai mà có từng tu tập, có hiểu giáo lý Phật dạy đó, thì mới hiểu được tại sao mà ngoại đạo có những kiến chấp như vậy, có những kiến chấp thường, kiến chấp đoạn, có những kiến chấp như là có một vị trời, hai vị trời, nhiều vị trời, nhiều vị thượng đế vân vân. Tất cả đều do kiến chấp mà xa thôi, chứ không có thực có. Tất cả do sự tưởng tượng, từ tâm tưởng mà ra thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy những vị nào mà hành trì theo lời Phật dạy thì mới vui xả được những sự trước đó. Còn không là cứ dính mắc, không những dính mắc về thân của mình, sắc uẩn của mình, có thể dính mắc về thọ uẩn, những cảm giác cảm thọ. Nếu không có dính mắc về cảm giác cảm thọ, có thể dính mắc vào tưởng uẩn, là sự suy nghĩ của mình, cho những sự suy nghĩ của mình là đúng, những suy nghĩ của người khác là sai, vân vân, cho sự suy nghĩ của mình chính là mình. Thực sự ra nó thay đổi từng giây từng phút, nên chỉ có những vị mà thấu suốt được lời Phật dạy mới thông dong tự tại, mới thanh thản nhẹ nhàng. Còn nếu không, như trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta tranh nhau từng món ăn và tranh nhau từng lời ăn tiếng nói, tranh nhau từng chỗ đứng chỗ ngồi trong xã hội, tranh nhau từng đồng tiền khác vân vân. Vì chúng ta nghĩ rằng những cái vật đó nó phục vụ cho bản ngã của mình, cho sự hiện hữu của mình ở trên cõi đời này. Nếu mà chúng ta hiểu tất cả và lo vô vi học giả có mà thôi đó, thì tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, thanh thản. Lấy ví dụ như trong cuộc sống hiện tại đó ha, hiện giờ chúng ta vi phạm thế giới phải đương đầu với nạn đại dịch. Đối với người Phật tử thì chúng ta thấu suốt được lý vô thường của nhân sinh vũ trụ. Cái gì nó lên thì chắc chắn sẽ có ngày nó xuống, kinh tế nó lên thì từ từ nó cũng sẽ xuống, và ngược lại khi nó xuống thì cũng từ từ nó cũng sẽ lên. Đấy, giống như cái đoạn sống vậy đó, không có cái gì là vĩnh cửu. Thì mình nhìn như vậy đó thì tâm mình nó thanh thản an lạc hơn, nhất là mình là Phật tử. Xưa kia có thể mình làm ăn buôn bán phát đạt khấm khá, nhưng bây giờ là ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mình. Nhưng nhờ mình biết được lý vô thường của nhân sinh vũ trụ thì mình chấp nhận, cũng như là mình nhìn xung quanh, không phải riêng một mình mà biết bao nhiêu người, hàng triệu người, hàng tỷ người trên thế giới cũng chịu cái sự chi phối của cơn đại dịch này. Thì đối với chính mình chấp nhận, thì bây giờ cái nhân duyên nó đến được như đó, mình chấp nhận thôi. Rồi cái định hoàng cũng vậy, nếu mình hiểu có thân thì chắc chắn có bệnh, không thể nào tránh khỏi, bệnh ít bệnh nhiều. Mình chỉ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng theo luật giữ khoảng cách với nhau, hoặc là mang khẩu trang vân vân, để mà giảm bớt cái sự truyền nhiễm của dịch này. Đó là chúng ta cố gắng hết sức thôi. Còn duyên nghiệp của mỗi người mỗi khác, nhưng không phải là mình hiểu ở đó là vô thường mà mình làm ngược lại với người khác, mình gieo cái nhân khổ
cho mình, cho người khác, thì đương nhiên kết quả chắc chắn mình sẽ chịu kết quả khổ. Nên thì khi mình thấy được như vậy đó, thấy cuộc đời vô thường như vậy đó, mình chấp nhận đi theo thời, đi theo lúc mà mình làm việc, mình sống ở đời đó, rồi tới đến là vô ngã, như liên hệ đến cái bài pháp mà vị tăng trẻ này giải thích cho ông cư sĩ Siddha đó, vì nhờ hiểu được cái lý vô ngã đó, hiểu được cái lý duyên hợp giả có của năm uẩn đó, thì mình tự tại hơn. Thì mình khi có bệnh hoạn hay không bệnh hoạn, mình cũng cố gắng giữ cái tâm bình thường. Dẫu có bệnh hoạn, mình cũng nghĩ thân bệnh nhưng mà tâm mình không bệnh, thân bệnh nhưng mà tâm mình thanh thản an lạc. Rồi những cái tư tưởng của mình, những cảm xúc của mình vân vân, mình biết đó chỉ là do những cái duyên này duyên nọ nó thúc đẩy tới thôi. Nếu mình buông xả, mình không có dính mắc, thì tự nhiên tâm mình nó thanh thản an lạc hơn, nên mình không có lo lắng nhiều. Giả sử như trong vùng mình, chính quyền chính phủ cho phép mình làm ăn buôn bán trở lại, mình cứ làm. Nếu họ không cho phép thì chưa cho phép, mình cứ ở nhà để tận dụng thời gian mà mình tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, bái sám vân vân. Chuyện gì đến thì đến, bằng không mình có những cái tâm tưởng, mình suy nghĩ, mình vọng tưởng đó, còn virus này, con vi khuẩn này nó hoàn thành thế nào, nó qua không khí thế nào, lây nhiễm thế nhà vân vân, càng suy nghĩ thì tâm mình càng buồn phiền, càng hoảng sợ nhiều hơn. Thì mình chỉ biết là cái duyên nghiệp cộng nghiệp của chúng sanh chúng ta ở cổ đất này, ở trên thế giới này, cũng như là ở vùng này vân vân, mình cũng phải chịu thôi, chịu những cộng nghiệp đó. Ví dụ mình ở Cali, chỗ ở Mỹ, chỗ ở Việt Nam, chỗ ở Texas, chỗ ở Louisville, vân vân, thì tùy theo chuyên nghiệp của mỗi trú xứ, mỗi chỗ nơi mình sống, rồi tùy theo đó mình hành xử theo luật pháp, theo dân chúng trong vùng đó, thì tự nhiên tâm mình thanh nhiên tự tại, không có gì để mình quýnh quán lo âu. Càng quýnh quán càng lo âu nhiều, càng khổ nhiều, sợ cái này sợ cái nọ, sợ chết vân vân, thì càng sợ chừng nào thì tâm mình càng bất an chừng đó. Rồi còn nếu mình chấp nhận là cuộc đời vô thường, có thân thì phải có bệnh, có già, rồi một ngày nào đó thì phải đi, nó có sự chấp nhận đó, thì dẫu chuyện gì đến nó đến, thì mình giữ cái tâm thư thái, tâm an lạc hơn. Mình cũng sống với người khác như người khác, mình giữ tâm thanh thản, cũng giống như lái chiếc xe, mình biết chiếc xe lái một thời gian chắc chắn cũng hư, mình cũng phải thêm dầu, thêm nhớt, thêm xăng, giữ gìn nó, không phải phá hoại nó, nhưng đến một độ nào đó nó chạy lâu quá rồi nó hư chỗ này hư chỗ nọ, còn chạy được mình còn dùng, nó chạy được thì thôi. Cũng vậy, thân mình cũng vậy, nên hiểu được như vậy đó thì mình có sự an nhiên tự tại nhiều hơn. Bằng không là mình ngồi trong nhà không có đi làm được, ngồi trong nhà cũng giống như ngồi trong tù, vì tù túng đó mình lo sợ chuyện này, lo sợ chuyện đó, không biết mình hít thở vô ra công việc thế nào, không biết mình có lây cho người khác thì nó có lây mình hay không, thì tất cả tùy duyên thôi. Do cái sự bình tĩnh thanh thản của mình, mình sẽ giúp được người thân của mình với sự thanh thản an lạc. Mình cũng khuyên người thân của mình, chuyện gì nó đến thì đến, không cần thiết phải lo lắng. Mình cũng cố gắng đi ra ngoài khẩu trang, cố gắng giữ khoảng cách theo đúng luật, đúng như những gì mà mọi người làm, thì mình không làm phiền người khác, thì mình cũng giữ được cái tâm mình thanh thản an lạc. Mình không có khởi những cái câu vọng tưởng phóng tâm lo chuyện này buồn phiền chuyện khác, thì chính mình giữ được cái sự thanh thản đó, người thân mình cũng an tâm, đi bất cứ chỗ nào ai cũng cảm thấy mến mình,
tâm huyết của mình, vì cái tình trường an lạc thanh thản của mình. Nên đó mình hiểu được, thẩm thấu được cái lý vô thường, nên mình chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra đến với mình, đến với người thân của mình, đến công việc làm của mình, mà mình thấy được rõ không có một cái bản ngã chân thật nào qua cái năm vũ cũng là duyên hợp giả cố mà thôi, thì duyên gì đến thì đến. Nếu mình không có bị vọng động thì mình không có bị khổ não, không có buồn phiền thì mình không khổ não. Nên hiểu được như vậy đó thì cuộc sống mình mới thanh thản trong bất cứ một lần mỗi lúc, dẫu lúc bình thường cũng vậy, trước khi bị làm đại dịch cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Nếu ở nhà mình có thời gian mình tu tập nhiều hơn, mình trì chú niệm Phật nhiều hơn để hiểu cái tâm mình. Khi còn khi xưa mình lo lắng là đang buôn bán, mình không có thời gian nghỉ ngơi, mình giờ nhờ đóng cửa tiệm hay nhờ cách đi vậy đó, mình có thời gian mình tu tập. Còn khi sau này chính phủ hay chính quyền sở tại mà cho mình đi làm lại, mình cũng trở lại đi làm trên bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, mình cũng tu được hết, mình cũng hành trì được hết, mình cũng giữ được cái tâm mình thanh thản hơn là được hết. Thì nhờ đó lúc nào mình cũng được tiến tu, không bao giờ thối thất. Đó liên hệ đến cái câu chuyện của vị tăng trẻ dựa vào cái lý năm uẩn để giải thích cho ông cư sĩ Sita về lý do tại sao mà ngoại đạo có những cái kiến chấp như vậy. Là như Phật tử chúng ta ăn mỗi ngày bất cứ tụng bài kinh nào, chúng ta cũng tụng bài kinh tâm kinh Bồ Tát Quán Thế Âm tại thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không thời độ nhất thiết của anh, nhờ chiếu kiến thấy rõ thẩm thấu được năm quẩn vốn là không thật có, nó do duyên hợp không thật có, cho nên các ngài mới vượt qua tất cả khổ ách. Lý do tại sao mình còn những khổ ách là vì mình còn thấy năm quẩn nó thật, mình thấy thân mình nó thật, cho nên khi bệnh hoạn đến mình hoảng sợ, người thân mình bệnh hoạn mình cũng hoảng sợ, mình có những cái tư tưởng vọng động, mình suy nghĩ chuyện này chuyện khác, phóng tâm, cho nên mình càng phóng tâm càng suy nghĩ nhiều càng hoảng sợ, nên mình không có vượt qua những khó ở chỗ đó. Còn nếu mình thấy đó chỉ là cái vọng tưởng vọng niệm mà thôi, thì tự nhiên tâm mình đã an lạc ngay. Đó là qua cái mùa hạ thứ 27, rồi kế đến là qua mùa hạ thứ 28, cũng tại tu viện Kỳ Viên. Các trung tâm tu học ở thành phố Sabati lần đó đó, các vị xuất gia cũng chuẩn bị cho mùa ăn cư thứ 28. Thì lúc đó Đức Phật cũng được 62 tuổi và ngài Anan cũng được 43 tuổi. Thì một hôm ngài Anan ngài y phục chỉnh tề, rồi tay ngài ôm bình bát, chân bước đi thong thả đều đặn đến từng nhà để khất thực, vừa đi vừa quán niệm hơi thở theo đúng khuôn phép và vào thành Sabati khất thực. Khi nhận đủ vật thực thì ngài sẽ tìm chỗ nơi yên tĩnh mà độ ngọ, và thọ thực xong thì ngài tìm giếng trong xóm để lấy nước uống. Thì trong lúc đó đó, vào lúc đó đó, có một cái thiếu nữ thuộc giai cấp hạ tiện đang lấy nước giếng, thì ngài Anan ngài từ cũng thả đến bên giếng, rồi ngài ôm bát đứng lại nhìn xuống đất, rồi ngài từ tốn xin nước từ cái cô gái dòng hạ tiện này. Thì cái cô gái này đó mới nói rằng là tôi là người thuộc giai cấp hạ tiện, không dám gần thầy, sợ làm vô ý thầy. Thì ngài Anan mới nói rằng là
cô đừng có lo, tôi chỉ xin chút nước để uống đỡ khát, tôi đang cần nước uống, chứ tôi không cần biết người nào thuộc giai cấp gì. Thì cô này mới nói tôi rằng tôi không dám làm như vậy, không dám làm ô nhiễm thân thầy, người ta biết được thì tôi sẽ bị phạt. Đó, thì Ngài A Nan mới nói rằng tôi là A Nan, đệ tử của đấng toàn giác Thích Ca Mâu Ni, thầy dạy rằng tất cả biết học hỏi và tu học Phật pháp thì có thể trở thành đấng toàn giác như Ngài, cho nên tất cả mọi người bình đẳng, không có phân biệt giai cấp. Nói như vậy thì Ngài mới lặp lại lời của Phật dạy đó, thành người cùng đinh cũng không phải do sự sanh trưởng, không phải do sanh trưởng mà thành bà la môn, do hành động của ta trở thành những hạng cùng đinh khách hàng, cũng do hành động mà mình sẽ trở thành bà la môn. Thì đây chúng ta thấy đó, Ngài A Nan trong cái mùa hạ đó đó, một mình Ngài đi khất thực trong thành, khất thực xong thì Ngài đi từ từ đến một cái giếng, thấy một cô gái với dòng hạ tiện xin nước uống, và cô ta lại sợ sợ ô nhiễm Ngài, nhưng mà Ngài lại nói rằng là Ngài chỉ xin nước chứ không có màng người đó thuộc giai cấp nào. Thì Ngài cũng lặp lại lời Phật dạy là thuộc hạng cùng đinh hay là dòng ba la môn là do cái hành động chứ không phải là do cái sự tăng trưởng của mình, của gia đình mình, của dòng tộc mình. Thì tất cả mọi người đều bình đẳng hết. Và Ngài cũng lặp lại là Đức Phật Ngài dạy tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật hết, nên Ngài mới chấp nhận cái sự cúng dường nước của cô gái dòng Hà Tiện này. Thì đương nhiên chúng ta biết cái sự phân chia giai cấp ở Ấn Độ rất là nặng nề, quan trọng chính là có bốn giai cấp, giai cấp tăng lữ, bà la môn, giai cấp quý tộc, giai cấp người thương buôn, và cuối cùng là giai cấp của người nô lệ, người cùng đinh khách hàng. Vì cô ta sinh trưởng trong giai cấp cùng đinh nô lệ, cho nên không có dám mà cúng dường Ngài A Nan nước, cho nên cô ta sợ mà không có dám cúng dường như vậy vì sẽ bị phạt mình đối với Ngài A Nan. Theo Đức Phật Ngài dạy là không có sự phân chia giai cấp gì cả, là cùng đinh hay là bà la môn, cái cấp cao thượng cấp hèn là tùy theo hành động tư tưởng của con người, chứ không phải là tùy thuộc vào giai cấp, tùy thuộc vào gia đình chỗ nơi mình sinh ra. Nên nghe như vậy đó, cô này đó mới trịnh trọng rót nước ở trong bình bát của Ngài A Nan. Rồi sau khi mà họ nhận thì cúng dường nước xong, Ngài A Nan từ từ quay trở về tu viện. Nhưng ngay lúc đó đó, cô Pakichi này mến mộ Ngài A Nan, rồi nhớ lại những cái giọng nói từ tốn của Ngài, nhớ hình dáng đẹp đẽ, phong cách trang nghiêm chưa bao giờ mà cô ta gặp, nhất là với cái tâm đành thiện, nên không có chi giai cấp. Thì nghe qua những cái âm thanh như vậy đó, làm tim tâm thần của cô ta rung động. Rồi cô ta mới về nhà thuật lại cho người mẹ của mình. Thì người mẹ mới khuyên cô ta vì đó là vì đại đệ tử của Phật, thôi đừng có nghĩ nhớ gì. Nhưng mà cô ta cứ nói nhớ lại cái hình bóng
của ngài Anan, trang nhã thanh tao, giọng nói dịu dàng, biết là không có kỳ thị giai cấp đó. Đó, thì rất là đáng kính, rất là đáng thương, rất là đáng mến. Và cô ta thực sự để tâm thương yêu ngài Anan. Thì nghe như vậy đó, bà mẹ mới giật mình, mới nói rằng là vị đó là vị sa môn xuất gia rồi, thì làm sao mà con có những tư tưởng như vậy. Thì người con mới khóc lóc, cầu khẩn người mẹ mình tìm mọi cách để dụ dẫn ngài Anan để cho cô ta. Thì vì thương con cho nên người mẹ này mới dùng chú thuật để mà quyến rũ ngài Anan. Thì đương nhiên trước khi làm bà ta cũng biết, cũng có nói với đứa con gái mình là đức vua là nhập vị tín đồ nhập hành đối với đức Phật. Nếu mà nhập vua biết là chắc chắn là mẹ con bà ta không có sống nổi. Và nhất là đức Phật vị thánh nhân đầy đủ các thần thông diệu dụng, thì làm sao mà sánh kịp. Nhưng mà vì người con hay cô con gái quá thương ngại nam khóc lóc kể lễ, nên người mẹ không có đành lòng mới chịu chấp nhận dùng chú thuật của đạo Ta Kỳ La tiên phạm thiên, rồi dùng cái năng lực chú thuật đó quyến rũ ngài Anan. Thì ngay lúc đó ngài Anan tuy rằng ở tỉnh xá Kỳ Viên mà quên đi cái phép tắc, và đi từ từ đến nhà của bà ban thân già này. Thì thấy ngài Anan bước vào, lúc đó ngài Anan cũng bị bần thần, không biết là mình bị chú thuật du dẫn. Thì lúc đó như trong kinh Lăng Nghiêm có nói rõ đó ha, đức Phật ngài sau khi mà thọ trai do ông vua Ba Tư Nặc cúng dường xong, ngài vội vàng trở về và ngồi nhập định cho cái đảnh của Phật phóng ra có nhiều vị pháp Phật tuyên thuyết cái thần chú Lăng Nghiêm. Rồi ngài sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú Lăng Nghiêm này để cứu ngài Anan và gần dẫn ngài Anan trở về tỉnh xá. Đó là cái câu chuyện mà ngài Anan bị dùng dẫn. Từ đó về sau, theo truyền thống Bắc Tông, như các chùa Tàu, như chùa Việt Nam là thường tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng sớm là vậy. Thì theo kinh Lăng Nghiêm lại nói cách khác đôi chút, lý do tại sao mà ngài Anan là bị dụ dẫn như vậy. Thì ngài Anan ngài mới thấy rằng ngài Ca Diếp thì thường đi cất thực với những cái người nghèo, còn ngài Phú Lu Na và những người khác thường đi cất thực với những người giàu. Thì mỗi vị có cái lý của mỗi vị. Ngài Ca Diếp ngài đi cất thực với người nghèo là vì ngài nghĩ rằng những người nghèo này trong quá khứ họ đã ích kỷ bỏng sẻn, chưa từng biết bố thí cúng dường làm phước, cho nên hôm nay mới bị nghèo khổ như vậy. Cho nên ngài mới đến khất thực, là khất thực cái nghèo của họ để tăng trưởng cái phước của họ. Như câu chuyện một bà lão cùi mới vừa sinh được một cái dĩa cơm, mà tên dĩa cơm đó là cùi nhậm bay đậu. Nhưng khi ngài Ca Diếp ngài đến thì ngài xin khất thực với bà lão cùi hủi này. Thì bà lão không có dám
cúng dường ngài cái gì cả, nhưng mà ngài nói là bà có cái dĩa cơm đó đó, xin xuất bát cho ta. Thì lúc đó bà lão mới xuất bát cho ngài mình định chơi một cái ngón tay trong cái bát đó là cũng ăn thật thản nhiên. Và sau khi bà ta cúng dường xong, bà ta đi ra ngoài là bị một con bò hút chết. Sau khi chết, bà ta nhờ cái phước báo mà cúng dường ngày cái giết đó đó mới được sanh thiên sinh của trời và làm vị thiên nữ. Khi mà sinh lên cõi trời làm thiên nữ mới nhìn lại cái nhân duyên của mình khi xưa, tại sao mình được cái phước báo gì sanh làm vị thiên nữ này, thì nhớ lại là do cái nhân duyên là nhờ ngày cái giết phất thực thức ăn của mình, rồi nhờ cái tâm thành cúng dường nên mới có phước báo đó. Và từ đó về sau, vị thiên nữ này cứ bay xuống mà quét dọn trước cái hang, cái cốc của ngài Ca Diếp. Và đó là câu chuyện của ngài Ca Diếp, ngài thọ sự cúng dường hay đi khất thực những người nghèo, là vì ngài nghĩ rằng do họ bọc thiết bọn sẻn trong quá khứ cho nên dần mới nghèo. Và ngược lại ngài Kuruna, một vị khác mình đi khất thực với những người giàu, đó là vì các ngài không phải chỉ đấm trước vào thức ăn của họ, mà các ngài nghĩ rằng là nếu mà bây giờ những người giàu này không có biết cúng dường làm phước nữa thì bây giờ có phước báo họ hưởng thì sẽ hết. Nên ngài đến với cái lòng từ bi mà khất thực từ họ, chứ không phải vì món ăn thức uống. Thì các ngài đã chứng thánh quả rồi. Thì anh Nang đó, ngài Nang là thấy cái sự khất thực của các ngài á, cái ngài Ca Diếp thì khất thực với người nghèo, là Kuruna khất thực với người giàu, với tâm bất bình đẳng. Thì trong kinh Lăng Nghiêm ghi rõ đó, thì ngài Nang là muốn đi khất thực với cái tâm bình đẳng, bất cứ ai cúng dường gì là cũng đều chấp nhận hết. Nhưng mà ngài không có hiểu rõ, không thấu được là ngài chỉ bị phạm tăng. Nếu không có giữ tâm thanh tịnh, nếu không có đức độ, không có trí huệ sáng suốt, sẽ bị cám dỗ. Nên khi mà ngài đi ra ngoài khất thực với tâm bình đẳng đó, thì ngài gặp con gái của bà Mân Lâm Già bị dụ dỗ như vậy. Thì đây là cũng là bài học cho mỗi chúng ta trên đường tu tập. Nếu chúng ta không có nhận thức được cái khả năng của mình đến đâu, mà mình muốn thử, muốn làm như các vị thánh, thì gặp chuyện gặp duyên thì mình không thể nào mà lo chính mình được. Nên chúng ta phải tự lượng sức của mình. Nên do đó mà tại sao trong kinh Phạm Võng với Bồ Tát á, Đức Phật này có dạy đó là có một cái giới tinh là không có nên đến những chỗ hiểm nạn. Chỗ hiểm nạn đây nó có thể là những cái chỗ mà săn bắn, những chỗ người ta chém giết với nhau, giết hại với nhau, rồi những chỗ mà có thú dữ chẳng hạn, hay những chỗ mà nguy hiểm đến tính mạng của mình, đến tính mạng người khác, hay là những cái chỗ mà tạo ra cái sự phiền não cho mình, cho người khác. Ở đây đối với Đức Phật ngài dạy những cái điều này để cho phạm phu chúng ta, nếu chúng ta chưa có đủ định lực, chưa đủ trí huệ thì mình phải tránh những chỗ hiểm nạn đó. Còn nếu mà mình có đầy đủ trí huệ, đầy đủ thần thông diệu dụng như các vị thánh, vị tổ thì không có sợ. Còn nếu mình chưa thì phải tránh những chỗ đó. Nên đối với ngài Nam, như trong kinh Lăng Nghiêm có nói rõ đó, thì ngài muốn hành trì với cái tâm bình đẳng, hành trì khất thực với tâm bình đẳng, nhưng không có lượng sức mình, cho nên mới bị dụ dỗ như vậy. Và thôi, cũng đã hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây để kỳ sau chúng tôi sẽ dẫn tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.